Thank you.
Xin chào quý vị khán giả, chúng ta được quay trở lại với sân Trung Kính Hạ. Trận đấu quen thuộc ở khung giờ 7 giờ mỗi thứ hai hàng tuần. Thì hôm nay sẽ là trận đấu giữa các cầu thủ Trà Family cùng với các cầu thủ bên phía Y4. Lên bóng không thành công. Hôm nay thì cầu thủ Y4 thi đấu với trang phục áo sọc trắng xanh, đối đầu với Trà Family trong trang phục áo đỏ quần đỏ. Trong đội hình của Trà Family hôm nay lại là một dàn hào thủ quá đẳng cấp, như sự xuất hiện của cả Linh Bách, Cán Crit, Dũng Bắc hay ở trong khung gỗ chính là vị trí của Huy Mộ. Cầu thủ mới đây thì vừa có bản hợp đồng về với câu lạc bộ Tùng Anh. Hôm nay thì có lẽ chúng ta có thể thấy rằng Cán Quýt thi đấu ở ngay trong đội hình ra sân, nhưng số áo thì đã được đổi với Linh Bách. Hôm nay Linh Bách sẽ mặc chiếc áo số 10, còn Cán Quýt, Linh Bách mặc cho mình chiếc áo số 7, còn Cán Quýt mới là người mặc cho mình chiếc áo số 10 trong ngày hôm nay. Với việc thời tiết quá khó chịu tại thủ đô lúc này, thời tiết mưa phùn vào cả ngày, cả sáng chiều lẫn cả tối như bây giờ, thì điều kiện thời tiết thi đấu là rất khó khăn dành cho cả hai đội. Khi sân Trung Kính Hạ hiện tại sẽ là rất trơn, chúng ta có thể thấy liên tiếp là những tình huống chuyền hỏng của cả hai đội. Mặt sân lúc này sẽ khiến cho khả năng chơi bóng của hai đội sẽ phải giảm đi phần nào. Nhưng đây là cú dứt điểm đầu tiên thuộc về dành cho cầu thủ Y4. Dứt điểm vừa rồi là quá nhẹ và quá đơn giản với thủ thành Huy Mộ, người đã có quá nhiều năm kinh nghiệm đứng trong khung gỗ của rất nhiều những đội bóng. Tình huống tổ chức tấn công đến từ cầu thủ bên phía Cha Family. Đây là Linh Bách, tình huống đảo cánh tốt, Cán Crit. Đập nhả khá hay và bóng vẫn còn trong chân của Cán Crit. Trung Ốc, đường truyền không thành công. Bắn ngoài. Một tình huống mà có lẽ thủ thành của các cầu thủ lao nhanh lên. Bên phía Y4 trong tình huống vừa rồi đã có một tình huống lao ra ngoài vòng cấm, và giờ đây quả phạt thuộc về dành cho cầu thủ Trà Family, và lại là một quả phạt ở cự ly quá nguy hiểm. Anh ơi, anh đốc kính ơi. Tình huống tổ chức đá phạt dứt điểm vào. Đó là tình huống phối hợp đá phạt quá đơn giản nhưng nó quá hiệu quả đến từ các cầu thủ bên phía Trà Family. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là số 7 bên phía Trà Family, những cái tên đó chính là Linh Bách. Và dứt điểm một chạm quá hoàn hảo, một tình huống mồi ra tuyến hai đơn giản, sau đó một cú dứt điểm hoàn hảo để nâng tỷ số thành 1-0. 1-0 dành cho thủ Trà Family trong ngày hôm nay. Và lao ra quá hay của Huy Mổ, tình huống lao ra và chơi bóng bằng đầu. Lên bóng lại thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Trà Family. Bết Cán như anh. Và giật gót Cán Quýt. Bóng vẫn còn trong chân của số 10 bên phía Trà Family. Tình huống đảo cánh hay. Bóng lại được đưa lại dành cho số 10 bên phía cầu thủ áo đỏ. Dứt điểm ngay bằng chân trái không thành công. Đúng rồi, Cán là bên chính. Facebook nó bị lỗi rồi đấy. Anh Cán em cho áp hết mấy thằng xung quanh đây. Không áp được nào đâu. Đường truyền dành cho Linh Bách.
cả cái bếp của sân của họ cũng không áp thêm được nữa. Cơ hội đường đẩy bóng xuống biên quá hay của Canwit đưa bóng vào trong. Thấp thấp cái ô xuống cho mưa nó phải bay vào sân. Lau nhanh đi cái, lau nhanh đi. Mày cho bạn con lau mấy quả mày làm chậm. Đấy phải côn ngơ. À chẳng phải côn đi đúng không? Không mày côn là sao? Lau thôi. Ướt hết mịt cái thứ này. Quả biên tiếp theo thuộc về dành cho cầu thủ bên phía Cha Family. Con này giống tôi nhập ngũ thật à? Giống mà. Một tình huống lên bóng tiếp theo không thành công đến từ cầu thủ Cha Family. Một đường truyền quá hay của Linh Bách nhưng pha đập nhà cuối cùng lại không thành công. Có lẽ một phần cũng do mặt sân hiện tại sẽ khiến cho cầu thủ cả hai đội có những đường truyền thiếu đi những sự chính xác. Vẫn đang là cầu thủ Cha Family. Quá đông những chiếc bóng trắng vào tình huống giành lại bóng thành công. Nhưng vẫn không thể nào có cơ hội tấn công được dành cho các cầu thủ bên phía Y4. Họ tỏ ra quá thiếu những phương án. Và đây là cơ hội vào. Một tình huống phản công đơn giản với chỉ 1-2 đường chuyền. Ngay lập tức thì đã có cơ hội. Bóng được xuất phát từ Huy Mổ. Một đường chuyền, hai đường chuyền và một cú dứt điểm. Chỉ với những điểm chạm đơn giản thì cầu thủ Cha Family họ lại nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Một tình huống có lẽ hơi thiếu tập trung đến từ hàng thủ bên phía Y4. Ở Facebook tôi lag mà nào. Nãy bạn thấy Facebook tôi like lên Facebook tôi đúng không? Ừ. Mất. Thấy tôi ấy mà. Mất rồi. Idol đại cán chúng ta vẫn đang thi đấu ở trong sân. Con này đâu? Con này đâu? Nó chạy vào chữ. Vẫn là những pha đập nhả để kéo gian đi đội hình đến từ các cầu thủ bên phía Cha Family. Một lối chơi quen thuộc trên sân Trung Kính Hạ. Và với lối chơi này chỉ trong ít phút thì các cầu thủ bên phía Cha Family họ đã có cho mình tận 2 bàn cách biệt. Rất khó khăn ở những tình huống sân nhà. Tôi nhìn lắm. Phối hợp đến từ các cầu thủ áo trắng không thành công. Bóng được đưa về dành cho Huy Mô. Trung Ngọc. Lên bóng dành cho cầu thủ bên phía Cha Family. Bóng được đẩy xuống đáy biên không thành công. Không lai được lên rồi, không lai chéo rồi. À, chắc là cán không? Cán không cho. Chắc là cán cài cái kép ly này là không được đúng không? Ờ, chắc cái của cán không lai được lên. Cái chai là để thử lại anh xem có lai không? Kéo được. Kéo lai được chéo như thế. Thôi đây này, chắc có cả cái ép ở đây này. Không có nhìn của em hướng cái ô đi
lỗi rồi, Facebook lỗi rồi. Lên bóng dành cho cầu thủ Trà Vinh lại một lần nữa là đường chuyền thiếu chính xác. Cái này nghĩa là gì không? Cơ hội. Và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ Trà Vinh thì phải. Đó là một điểm chạm khá đơn giản, một tình huống chạm bóng tinh tế đến từ Linh Bách, nâng tỷ số lên thành 3-0. Và có lẽ người kiến tạo tình huống vừa rồi có lẽ là thủ thành Huy Mổ. Chỉ một đường truyền mà thôi, sau đó là một cú chạm tinh tế đến từ Linh Bách và tỷ số lên thành 3-0. Quá đẳng cấp đến từ số 10 bên phía Trà Family. Đói chứ nhỉ. Và một lần nữa thì Huy Mô vẫn cho thấy chắc chắn ở trong khung gỗ của cầu thủ áo đỏ. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ những tình huống nào Huy Mô tấu hài ở trên sân cả. Đây là cơ hội đập nhà không thành công. Số 10 trong tình huống vừa rồi lại không có cho mình một cú dứt điểm. Một cú dứt điểm hướng về phía khung thành của các cầu thủ bên phía Y4 được. Một tình huống đệm bóng không thành công của Cán Crit. Bật cái màn hình lên để tôi ấy. Vẫn đang là những tình huống mà các cầu thủ bên phía Y4 họ cho thấy rằng mình cũng đang có những tình huống phản công, những tình huống để đáp trả đi lại những sức tấn công rất mạnh mẽ đến từ cầu thủ bên phía Trà Family. Zoom hơi ngu, chắc là do cầm ngu. Lại thêm một quả biên nữa. Sao vẫn mang danh nghĩa này? Đổi lên thuần mà. Mười lăm phút thi đấu và cầu thủ Y4 họ phải nhận cho mình tới 3 bàn thua. Cứ trung bình 5 phút là lại có một bàn thắng thuộc về dành cho Trà Family. Và tính đến thời điểm hiện tại thì Linh Bách đã có cho mình một cú đúp với hai bàn thắng quá đẳng cấp. Một tình huống dứt điểm từ Tiến Hải cùng với một tình huống chạm tinh tế, và đây là một cú giật gót của Canquist. Vẫn chưa ai tung được cú dứt điểm tình huống vừa rồi. Nhưng đây là cơ hội phản công dành cho thủ Y4. Lại một lần nữa Huy Mô có một tình huống chọn vị trí hợp lý để bắt được đường căng ngang đến từ cầu thủ Y4 trong tình huống vừa rồi. Linh Bách. Bóng không đến được với những người đồng đội bên phía Trà Family. Quá hay, những tình huống nhả bóng không khác gì những sự hiểu ý. Tranh chấp, tình huống tranh chấp của Việt và bóng đến chân của Linh Bách. Tuyến hai có Linh Bách nhưng tổ chức tấn công là không thành công, và đây là cơ hội phản công dành cho cầu thủ Y4 trong tình huống này. Độc độ đưa bóng vào trong, đường chuyền nhanh của Canquist dành cho Linh Bách. Một tình huống căng ngang quá trống trải nhưng chưa có một tình huống dứt điểm ở đây. Canquist quá người, bóng đẩy xuống đáy biển. Đập nhả liên tục với nhau dành cho cầu thủ Trà Family. Họ không muốn dứt điểm quá nhiều. Thế còn thơm được không? Đang ở cái chỗ độ gần gần. Chưa bén à? Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát đến từ cầu thủ Trà Family.
Bóng vẫn đang trong chân của Huy Mô. Đường chuyền có lẽ hơi vơi. Đường chuyền rất hay của Huy Mô lên phía trên. Và bóng vẫn đang thuộc về dành cho cầu thủ Trà Phép Lý. Linh Bách. Cơ hội đường chuyền không thành công. Lao đi gom ơi. Một pha chuyền không thành công đến từ Linh Bách. Hơi đáng tiếc của tình huống vừa rồi. Có lẽ một phần là do cũng sân trơn bóng ướt trong tình huống vừa qua, khiến cho đồng đội Linh Bách cũng không thể nào đỡ được trái bóng vừa rồi. Chơi tân thì anh không đi đá à? Anh đá. Em về đúng không? Em bận. Em về nhà anh cuối tuần bận. Em nhớ anh em mình gặp nhau ở giải Nam Định không? Đúng rồi, đúng rồi. Sân sân ở đâu? Ờ, Cường Quốc. Anh này Nam Định hả? Ờ. Ở đâu? Đá đấy, dạ, hôm anh em làm đấy. Châu anh bảo anh đá trà đấy. Ở đâu Nam Định nhỉ? Anh ở đâu Nam Định? Chị Đình. Em bên Vũ Bản. Phát bóng tốt. Bóng thuộc về dành cho cán Chris. Đường chuyền dài lên phía trên rất chính xác. Nhưng pha đỡ bước một không được thực sự gọn. Đầu đây đây. Đấy, người xem á, mưa ít người xem. Anh em hoàn toàn có thể bắt đối với Trà Family khi mà họ có lịch cố định tại sân Trung Kính Hạ vào mỗi tối thứ hai hàng tuần ở khung giờ 7 giờ. Ai được bắt? Thì người vẫn đang bắt đối dành cho các cầu thủ Trà Phân Lì có lẽ vẫn đang là đội trưởng Trung Ngốc. Anh em hoàn toàn có thể bắt để gặp gỡ những idol của mình. Quá nhiều những idol từng thi đấu trong màu áo của Trà Phân Lì. Trước đây là Trà Đi Mà, một đội bóng quá giàu lịch sử cũng như thành tích ở giới phủi Hà Nội nói riêng mà cả toàn quốc nói chung. Nhưng mà chúng ta thì thấy có rất nhiều idol đã thi đấu ở hiệp thi đấu thứ nhất này, như cán Quýt, Linh Bách hay Huy Mô. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Y4 nhưng một tình huống chuyền không thành công. Nhưng quả biên tiếp theo vẫn đang thuộc về dành cho một thời tiết có lẽ là hơi buồn tại thủ đô lúc này khi mà cơn mưa cũng như là trời se se lạnh khiến cho mọi người cũng đều không muốn ra đường. Nhưng mà chắc chắn với việc tình yêu đam mê bóng đá thì những anh em đam mê bóng đá sẽ vẫn xỏ giày và ra sân thi đấu mà thôi. Giống như hôm nay, đội hình của Trà Family cũng rất đông đủ. Quá nhiều những cái tên quen thuộc của chúng ta. Và hôm nay họ gặp một đối thủ Y4. Y4 trong 20 phút vừa qua thì tỏ ra hơi thiếu sức bật. Họ đang chịu một thế trận quen thuộc mà Trà Family tạo ra. Bóng đến chân của Huy Mô. Và dứt điểm từ rất xa, cú ra chân có lẽ là nhằm tạo ra những sự khác biệt.
nhưng nó vẫn chưa thể nào có cho Y4 được một bàn thắng rút ngắn cách biệt. Và nó vẫn đang là cách biệt 3-0. Cán quýt, một tình huống phanh có lẽ là hơi trơn khi mà đường hơi ướt trong tình huống vừa rồi. Dạ mới lạ. Đây là cơ hội dành cho thủ Y4, dứt điểm không thành công. Một pha dứt điểm bóng đi ra ngoài mảnh lưới của Huy Mô trong tình huống vừa rồi. Đó là cơ hội lớn nhất mà các cầu thủ bên phía Y4 có lẽ họ tạo ra được ở hiệp thi đấu thứ nhất này. Nhưng họ lại vẫn chưa thể nào chuyển hóa cơ hội đó thành một bàn thắng. Tao ơi, idol cán tặng này. Đội trưởng. À, huấn luyện viên chứ nhỉ? Huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Cán crit. Tí ta làm chậm rồi mày lại. Cơ hội. Nỗ lực xuyên phá đến từ cán crit và bóng vẫn thuộc về dành cho đội bóng áo đỏ trong tình huống này. Hai bộ. Đội này bộ đội bán đi. Áo tốt đông với áo không bố. Mặc đi áo bóng luôn. Tao có lấy ông gửi sang cho cái hoài lắm. Lấy gì đây bóng hoài. Lên bóng cán crit. Cán crit làm gì đây? Tình huống đào chân rất hay nhưng không có đồng đội nào hỗ trợ được cho cán quýt trong tình huống này. Nhưng đó là một tình huống bàn đoạt 1-2 rất hay. Cơ hội dứt điểm không thể có cơ hội trong tình huống vừa rồi và trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Pha trích mũi không thành công, một tình huống trích mũi chưa đủ khó để có thể đánh bại được thủ thành bên phía Y4 trong tình huống vừa rồi. Lau đi, nhanh nhanh. Mày hơi cục cục cái ô xuống một tí chứ. Đấy là cơ hội một lần nữa dành cho cái chàng trai áo đỏ. Nhưng đường truyền là hơi quá so với đà di chuyển. Đấy là nỗ lực đuổi theo bóng của Huy Mô. Có còn hay không? Có lẽ vẫn còn. Rất nỗ lực. Có một cầu thủ bất ngờ đột nhiên nằm xuống sân mà không chịu một tác động nào. Nó cho thấy sân Trung Kính Hạ hiện tại đang là rất trơn. Bóng là rất ướt và cả hai đội cũng sẽ phải thi đấu với một sự cẩn thận hơn. Với những đường chuyền cũng như những tình huống đỡ bóng của cả hai đội. Đã có tiếng còi trọng tài được vang lên trong tình huống này thì phải. Chưa rõ nó sẽ là quả phạt dành cho bên nào. Thỉnh thoảng làm chậm với tình huống đó. Và lại là một quả phạt dành cho Cha Family. Họ có quá nhiều những phương án để có thể đưa ra. Và đó là một tình huống. Lại là cơ hội cũng như cách tổ chức quá hay đến từ các cầu thủ áo đỏ. Đấu sức vào người này vào. Ta cùng xem lại tình huống này. Huống đập nhả đơn giản và cuối cùng bàn thắng thứ tư 4-0 dành cho Cha Family.
Vẫn đang hiệp 1 thôi anh em ạ. Thầy nào bình luận đây? Admin. Admin đã xóa mình ra khỏi mấy cái thằng chéo rồi. Chẳng vậy. Bây giờ vẫn đang là thời gian thi đấu hiệp 1 mà thôi. Tạo vào bình luận cho team cho mà xem. Vào bình luận đi, tao ghim bình luận lên cho anh cái cốc luôn. Chào cả anh em vẫn đang theo dõi. Tính đến thời điểm hiện tại thì Trà Family họ vẫn là những người đang nắm quyền chủ động hoàn toàn. Chưa có tình huống nào thực sự khiến cho Trà Family phải gặp khó khăn cả. Khi mà đến thời điểm lúc này với tỷ số 4-0 cùng với một thế trận được coi là vượt trội hoàn toàn dành cho thủ Trà Family. Đưa bóng vào trong. Một tình huống đưa bóng đảo cánh đi rất xa. Nhưng bóng vẫn đang thuộc về dành cho đội bóng áo đỏ. Họ chơi bóng quá tự tin. Linh Bách. Đường chuyền không thành công của Linh Bách. Và mất bóng. Cơ hội phản công thuộc về dành cho cầu thủ áo trắng. Nhưng có lẽ họ phản công hơi chậm. Pha phản công làm chậm đi nhịp thi đấu rất nhiều dành cho cầu thủ bên phía Y4. Họ cần khẩn trương hơn với những tình huống tổ chức của mình. Dứt điểm không vào. Đó là cái chân của Huy Mô. Cái chân của Huy Mô khiến cho Long Nghệ trong tình huống vừa rồi đã phải có một cái lắc đầu tiếc nuối. Cú sút đó cũng khiến cho trái bóng đưa đi ra ngoài mảnh sân trung kính hạ của chúng ta. Ngoài. Anh ơi. Không, mày liền gọi anh. Bảo hiện cặp A thì tôi cặp A mày luôn. Đéo. Mày liền cặp A. Đéo. Tao lười lắm. Nhìn cặp A thôi tôi cầm đi mà. Mày bạn cầm cái vườn từ năm mình làm. Cầm mẹ hơn 10 năm đi cầm về. Ở nhà. Rốt. Quên. Sân sư phạm gần. Gần bạn luôn gần thằng đéo rồi. Bạn cần câu giấy cũng gần. Đi ngáo. Tôi nhận xuống lên lường gì được. Lương lương cầu giấy sẵn sàng. Cắn crit cơ hội phản công. Đường chuyền. Đuổi kịp không? Không kịp. Trơn. Đúng rằng sân trơn bóng ngớt khiến cho tốc độ trong tình huống vừa rồi là không đủ. Bình luận thôi. Vẫn là bóng đang trong chân cán quýt. Những tình huống phanh của cả hai bên đều là rất khó khăn. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà cán quýt có cho mình một pha xin lấy 30. Con dạy này được dạy nào. Vẫn là những tình huống thể hiện kỹ thuật rất hay đến từ idol đại cán của chúng ta. Nhưng lại là một tình huống mà các cầu thủ bên phía Y4 lên bóng hơi thiếu đi những sự cảm giác. Bóng vừa dành cho Khán Quýt nhưng đường truyền nó không thành công. Một đường truyền đến thẳng thùng nước Aquafina ở ngoài sân. Nhưng đây lại là cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ bên phía Y4. Người cắt được bóng là Linh Bách trong tình huống này. Linh Bách làm gì đây? Chắc chắn sẽ là một đường truyền. Nhưng truyền cho ai? Đó là truyền cho dành cho Dũng Bắc. Cú dứt điểm kỹ thuật hướng về góc xa khung thành. Bóng lại thuộc về Huy Mô. Huy Mô chơi bóng chưa thấy một tình huống tấu hài nào trong trận đấu này. Khá là bất ngờ. Khác với những trận đấu trước đây thì Huy Mô sẽ để lại cho anh em một chút tiếng cười. Đường truyền không đến được với vị trí của Linh Bách. Một đường truyền hơi đáng tiếc. Nếu đó là một đường truyền đến được với Linh Bách thì có lẽ Linh Bách sẽ đứng trước cơ hội để có cho mình cú hat-trick. Đường truyền vào trong. Đường truyền không thành công. Đang là cán quýt.
chưa có quá nhiều lựa chọn trong tình huống này. Có Linh Bách ở bên tay trái nhưng đây là cú dứt điểm. Ui. Không vào. Cú dứt điểm rất nguy hiểm vào vùng trần, khiến cho thủ thành bên phía Y4 cũng phải trổ tài rất nhiều trong tình huống vừa rồi. Cơ hội quá nguy hiểm. May mắn rằng đã có sự bọc lót. Đây là vị trí của Nguyên Nhún. Đường chuyền không thành công. Tình huống mà Nguyên Nhút Nguyên Nhút đã không thể thành một người kiến tạo trong tình huống vừa rồi. Nhưng đây là vị trí của Vịt. Đường chuyền vào trong dành cho Trung Ốc. Vẫn còn cơ hội vào. Không vào trong tình huống vừa rồi. Chúng ta phải cùng xem lại tình huống vừa rồi. Có lẽ rằng bóng vẫn đi ra ngoài mảnh lưới của các cầu thủ Cha Family. Chúng ta phải xem lại tình huống dứt điểm của Dũng Bắc trong tình huống này. Lau đi gôm ơi. Bóng đã đi ra ngoài mảnh lưới của các cầu thủ Y4 trong tình huống vừa qua. Và tỷ số vẫn dừng lại ở con số 4 mà thôi. Một tình huống khá bất ngờ khi đó là một cơ hội. Anh nhảy xuống 4 được luôn. Hội thực sự quá ngon ăn. Mà chính mảnh lưới cũng đánh lừa chúng ta. Và đây là cơ hội 3-3. Nhưng đường chọc khe là quá mạnh. Phải có một tốc độ có lẽ là rất mạnh mẽ thì cũng vừa rồi thì có mới có cơ hội để đuổi theo trái bóng. Bóng đang trong chân cán Chris. Linh Bách phải làm tường rất nhanh. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ áo đỏ. Quá khó để có thể lấy được bóng từ đôi chân của các cầu thủ bên phía Cha Family. Huy Mô. Hôm nay thì Cán Quýt cũng đã mang ra sân Trung Nhạ này những phần quà, những món quà dành cho những anh em. Nhưng hôm nay có lẽ do trời mưa nên cũng khiến cho anh em khó lòng có thể ra được sân Trung Nhạ lúc này. Nhưng những phần quà đó thực sự là những phần quà rất giá trị cũng như là rất hay dành cho những anh em là fan của Cán Quýt. Nhưng đây là cú dứt điểm không thành công đến từ cầu thủ bên phía Y4. Nhưng mà có lẽ lúc này thì đã có tiếng còi tạm thời kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất của trọng tài chính được vang lên. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút để đón chờ hiệp thi đấu thứ hai giữa các cầu thủ Cha Family cùng với các cầu thủ Y4. Anh em nên ra sân Trung Nhạ lúc này để nhận, có thể nhận những món quà mà anh Cán đã mang đến sân. Cơ hội có lẽ không có nhiều để có thể nhận những món quà này. Đó đều là những món quà đã gắn liền với những vlog của Cán Quýt. Football Country. Những tập Football Country mà chúng ta thường theo dõi. Vì vậy anh em nên ra sân lúc này khi mà thời gian vẫn còn cả một hiệp thi đấu thứ hai. Lại cho lên lại. Mất 4 này. Đúng rồi. Đây gì anh? Thế ai nấy ai bảo em đi ngắn lại ai dài đấy. Lúc đầu thì bảo là 37F1. Bạn bảo à? Tôi hỏi. Bạn bảo. Mày đấy. Trầm mà.
quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai giữa cầu thủ Trà Premier League cùng với cầu thủ Y4. Thì ở hiệp thi đấu thứ hai này, cả hai đội vẫn không đổi sân. Trà Premier League vẫn thi đấu ở phần sân bên phải màn ảnh chúng ta. Còn với cầu thủ Y4 họ vẫn thi đấu phần sân bên trái. 35 phút của hiệp thi đấu thứ nhất thì cầu thủ bên phía Y4 đã phải nhận lấy 4 bàn thua và không có cho mình bất kỳ bàn gỡ nào. Còn tiến tới 35 phút của hiệp thi đấu thứ hai, chắc chắn rằng Y4 sẽ phải gặp thêm rất nhiều những sự khó khăn. Tình huống lại tình huống mất bóng khá nguy hiểm. Ở hiệp thi đấu thứ hai chắc chắn Trà Phạm Minh sẽ có những sự thay đổi người. Người mới mẻ trên sân. Khi mà chúng ta có thể thấy những sự xuất hiện của Duy Cốp hay hay là của Đoàn Bích Khẩm cũng như đây là một đường truyền ra cánh hơi mạo hiểm. Hiệp 2 cũng là một hiệp thi đấu mà chúng ta thấy đội hình của Trà Family có quá nhiều những cái tên đáng chú ý. Có cả sự xuất hiện của bình luận viên Quốc Khánh hay vị trí của huấn luyện viên Tuyên Tèo, một trong những cầu thủ quá dày dặn như là quá gắn bó quá lâu với Trà Family. Và nếu theo dõi thường xuyên thì chúng ta cũng đã rất quen mặt. Tình huống nhả lại quá xả, có lẽ đây phải tuyến 5, tuyến 6 khi mà tình huống bóng được nhả lại khu vực tận giữa sân. Chắc rằng người đứng ở trong khung gỗ thì vẫn sẽ là Huy Mô mà thôi. Đang cần những sự tập luyện rất nhiều từ Huy Mô. Bóng đang trong trần Tuyên Tèo. Một đường truyền mất bóng đến từ cầu thủ mang số áo 89. Lại một tình huống thu hồi chưa được thành công. Cơ hội dành cho thủ Y4 dứt điểm. Và dứt điểm bóng đi thiếu đi lực cũng như là quỹ đạo không khó. Bóng đến chân Quốc Khánh, đường truyền dài không thành công. Đây là vị trí của Lệ Rơi. Văn Đạt. Đường truyền quá tốt của Văn Đạt. Cơ hội không vào. Cơ hội đối mặt với thủ môn. Nhưng bóng lại không thể đi được vào mảnh lưới của cầu thủ Y4. Văn Đạt. Đường truyền không thành công. Hôm nay thì tí không hết quà là em đem hết về nhá. Một mét vuông 10 tiktoker. Uống đi này còn tắc cái này. Đây ăn đi. Dạ. Và cũng đã có những anh em đã ra sân Trung Kỳ Hạ lúc này và nhận được những phần quà hôm nay anh Cán mang ra. Vẫn còn khá nhiều phần quà, anh em nên tranh thủ ra lúc này khi mà thời gian còn là không nhiều. Còn khoảng nửa tiếng nữa thì trận đấu cũng kết thúc. Ghép cái bình luận này bảo là những tình huống mà các cầu thủ Y4 vẫn chưa có thể lên được bóng. Chắc có được có một người được có tặng quà được. Sáu giờ là đây, 6 giờ thường nhân nó ngồi đây làm gì có ai? 5 giờ 4 vị đây này. Chắc em chỉ
chắc Cán Crít cũng chưa thể vào sân. Chúng ta có thể thấy trong màn ảnh lúc này đang là hình ảnh mà Cán Crít đang phải tạo dáng chụp ảnh với rất nhiều những fan hâm mộ của mình. Mà cái hàng dài fan hâm mộ còn vẫn đang kéo dài đến tận ngoài cổng sân, nên là có lẽ còn hơi lâu nữa thì Đại Cán chúng ta có thể quay trở lại sân. Nhưng đây là tình huống lên bóng dành cho thủ Trà Family với sự xuất hiện của Quốc Khánh. Và đó là tình huống mà bàn thắng rút ngắn tỷ số đến với các cầu thủ bên phía Y4. Một tình huống mà 2-1 và Huy Mồ quá khó để có thể làm được một điều gì bất ngờ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 dành cho cầu thủ bên phía Y4 trong tình huống này. Lệ rơi. Đường chuyền không thành công tới vị trí của Quốc Khánh. Tí mày xuống xin luôn đôi Mizuno kìa. Mày đi làm sao vừa chân bên cán. Thôi tí mày tụt mẹ quấy quán. Phải lấy bóng tốt của Văn Đạt. Duy Cốp. Vẫn là Văn Đạt. Đi chụp về Quốc Khánh được ai nhỉ? Sợ không cho. Tuyền Tèo. Đường chuyền rất tốt dành cho Văn Đạt. Giật gót dành cho Lệ Rơi. Bóng vẫn đang trong trần Lệ Rơi. Đến chân của Duy Cốp. Làm gì đây? Chưa thể tung ra cú dứt điểm đến từ Duy Cốp. Với những sự chỉ đạo từ sân nhà đến từ huấn luyện viên cá nhân của Duy Cốp, đó là Huy Mồ, thì Duy Cốp vẫn chưa thể nào có được pha dứt điểm tình huống vừa rồi. Có lẽ hơi ít người dành cho cầu thủ bên phía Y4 tình huống này. Nhưng đây là cú dứt điểm bất ngờ và dứt điểm từ rất xa. Khi mà thấy Huy Mồ có những bước di chuyển không hợp lý thì đó là một cú dứt điểm để uy hiếp tới khung thành của cầu thủ Trà Family trong tình huống vừa rồi. Nhưng nó lại đi thiếu chính xác. Anh Cán ở hiệp thi đấu thứ hai này thì đã ra sân. Nhưng có lẽ trong những phút tới thì chúng ta cũng sẽ lại được thấy sự xuất hiện của Cán Crít mà thôi. Huy Mô. Duy Cốp. Đường chuyền không thành công của Duy Cốp. Nhưng cũng không thể có pha phản công dành cho các cầu thủ Y4 tình huống vừa rồi. Đập nhà khá hay. 3-2 trong tình huống này. Cô ơi, lại là một đường chuyền quá mạnh, quá thiếu chính xác. Chúng ta không thể trách quá nhiều các cầu thủ thi đấu trên sân với những đường chuyền hỏng này được. Khi mà thời tiết mưa phùn lúc này khiến cho sân chơi bóng ướt, và chắc chắn rằng các cầu thủ cũng không mong muốn có những đường chuyền hỏng trong những tình huống vừa rồi. Và theo thông tin bộ phận chúng tôi được biết thì đã có những vụ chuyển nhượng tạm thời ở trên sân lúc này. Có lẽ những phút sắp tới thì chúng ta sẽ được thấy Cán Crít thi đấu trong màu áo sọc trắng xanh thay vì màu áo đỏ của Trà Family. Nhưng đây là một tình huống mà Trà Family họ lại có một cơ hội lên bóng. Quốc Khánh. Bóng vẫn còn. Đây là Duy Cốp.
đập nhả khá hay. Cơ hội dứt điểm không vào. Và đặt lòng đến từ vị trí của Lệ rời. Tiếng bóng lại đi chạch cột dọc của cầu thủ Y4 trong tình huống vừa rồi. Chiếc áo đã được mặc. Ở ngoài sân chúng ta cũng để ý phía xa xa đi. Phía xa xa góc góc sân đang có một chàng trai cởi trần thay áo. Thì đó chính là cầu thủ sắp tới đây của Y4 vào sân. Và đây đường căng ngang của cầu thủ Y4 không thành công. Huy Mô ngay lập tức bắt bóng và thực hiện một đường chuyền rất tốc độ. Đường chuyền này của Huy Mô có thể giúp các cầu thủ trả phép mi hay không? Vẫn không vào. Một tình huống đưa bóng nhà lại tuyến 2 không thành công của Tuyền Tèo. Nhưng ngay lập tức thì số 16 Bì đã có đường truyền thiếu chính xác. Nhưng đây cầu thủ mà số áo 88. Số áo mà chính một cầu thủ mà Cán Quýt đại diện cũng thường mặc trong màu áo của Hà Nội, đó là Đỗ Hùng Dũng. Và Cán Quýt chuẩn bị mặc cho mình chiếc áo số 88 vào sân. Nhưng là màu áo của cầu thủ bên phía Y4. Đang khởi động rồi. Gồm liều phải chưa? Hay đấy. Cô vệ quay của đấy hay đấy. Giá cao ấy. Tương lai là đi quay trà nhiều chứ. Đúng rồi, phải bắt mấy cái khổ sở hơi. Kinh quả kể cả ông ấy đang ấy ở thay áo ở đây với giúp mẹ mà. Cái mẹ. Lên bóng dành cho các cầu thủ bên phía Y4. Tình huống đập nhả, đây là cơ hội không vào. Một tình huống mà Huy Mô né bóng nhưng có lẽ cái bóng đã dính nằm châm thẳng vào người của Huy Mô. Chúng ta cùng xem tình huống này. Đôi tay che mặt đi và quay người lại nhưng bóng lại vẫn tìm đến vị trí của Huy Mô. Đây là Huy Mô cũng có sức hút gì đó với trái bóng. Khi mà đến trận đấu này anh đã cản phá được quá nhiều những cú sút mà Y4 tạo ra. Khiến cho mới có một lần họ chọc thủng lưới trong một tình thế mà Huy Mô đã bị 2-1. Một tình thế mà không thể nào Huy Mô có thể làm được điều gì bất ngờ. Thì các cầu thủ Cha Family mới để thua mà thôi. Trời trần cũng là rất hay. Đừng vẩy má ngoài đến từ vị trí Tuyền Đèo. Nhưng tình huống vẩy má không thành công. Muric à? Muric hay Muric? Đây có thằng này là Muric ấy. Muric. Muric. Bóng thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Y4. Tận 4-5 năm trước xấu. Thì cũng áp sát hay. Và đây là Văn Đạt không vào. Bóng liếm cái cột dọc và đi ra ngoài. Bắt khoảnh khắc. Ai đây cầu thủ số 88 mà chúng ta chờ đợi đã quay trở lại sân. Đó là bóng dáng của Cán Quýt. Nhưng ở hiệp thi đấu thứ hai này, khi mà vào sân trong màu áo của Y4, thì Cán Quýt đang mang cho mình một đôi giày màu hồng khá nổi bật. Nhưng đây là cơ hội. Bên trong có người. Những tình huống phản ứng quyết liệt đến từ Cán Quýt. Một bản hợp đồng tạm thời vừa mới vào sân mà thôi. Bản hợp đồng tạm thời có lẽ nó có hiệu lực trong vòng khoảng 30 phút tính đến thời điểm hết trận đấu này. Lệ rời. Và nỗ lực xử lý từ Lệ rời và bóng được đưa về dành cho Huy Mô. Ngòi nổ Cán Quýt có thể làm được điều gì dành cho Y4 hay không đây? Đây là một đường tấn công vẫn đang là rất hay. Bóng đang trong chân Văn Đạt. Đến với vị trí Quốc Khánh thì người em của Quốc Khánh đã có một tình huống áp sát kịp thời. Thì chúng ta phải để ý đến đôi giày màu hồng mà Cán Quýt cũng đang thi đấu trên chân của mình. Đó có lẽ là đôi Camito TA11. Giỏi thế. Khác với đôi giày Mizuno xanh ngọc bình thường đeo thì hôm nay Cán Quýt vào sân thi đấu cho Y4 với một đôi giày nổi bật khác.
những tình huống chỉ đạo đến từ Cancrit. Nói liên tục. Chào tất cả anh em đang theo dõi trên fanpage Cancrit. Và Cancrit chắc chắn rằng cũng sẽ rất muốn múa với đôi giày TA11 vừa ok luôn mà anh đang đeo trên chân. Ok luôn. Nhưng mà cho hay không người ta không biết. Cho gì? Để đi xin đôi xanh ngọc kia. Cứt. Thành cô đã bị điên rồi. Những tình huống lộn xộn trước khung thành cầu thủ Y4. Sao mày nó ăn thì mày ngu đấy. Mày nói đến mày đi thường xuyên vậy thôi. Mày tao nói điều phi lý hơn không ạ? Ngoài đôi xanh ngọc ấy ra ông có trả đá đôi nào khác. Trước đá đôi bạn. Giờ đổi xanh ngọc. Quay người dày, con cáo dày. Đánh lên bạn đấy tôi sẽ vào thì đá thì. Còn đôi Đức Tỉn thì hay đi đôi Mizuno đỏ. Đây là Tuyền Tèo, cơ hội dứt điểm, vào! Một tình huống mà có lẽ Tuyền Tèo đã quay trở lại hồi trai trẻ với một tình huống bứt tốc đâm thẳng vào phía trung lộ. Không một cầu thủ áo trắng nào ngăn cản anh. Nhìn đi, chúng ta có thể thấy đâm thẳng vào trung lộ, không ai vào để ngăn cản cả và pha dứt điểm. Nó là quá dễ dàng. Và tỷ số được nâng lên thành 5-1 dành cho cầu thủ Cha Family. Đã hay lắm, Tuyền Tèo đã hay. Chuyện ăn múa cái quảng cáo dày nào lỡ bút tiền quảng cáo rồi. Bóng vào trong chân của Long Nghệ. Cũng rất bình tĩnh qua người. Đường chuyền khá hay. Cơ hội phản công đang thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Y4, nhưng tình huống phản công đó đã bị cắt lại và bóng giờ đây đang trong chân của Quốc Khánh. Đường chuyền bình tĩnh. Lệ rơi. Đường chuyền dài rất hay của Lệ rơi và bóng đến chân của Tuyền Tèo. Người cắt bóng là Cancrit. Cơ hội. Cancrit đối đầu với Duy Cúp. Vào. Vào hay không? Và có lẽ đó là bàn thắng được công nhận. Chúng ta phải tình huống quá đẳng cấp. Quay sát vào đôi giày đây. Chúng ta xem lại tình huống múa đảo múa với đôi giày Camito TA11 này của Cancrit. Một pha đảo bóng trước mặt của Duy Cốp. Cùng với một tình huống dứt điểm đánh bại hoàn toàn đi Huy Mổ và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5. Cái gì quan trọng thì có lẽ chúng ta nhắc lại 3 lần và tình huống ghi bàn này quá quan trọng. Chúng ta phải xem lại cũng 3 lần tình huống ghi bàn của Cancrit. Không có tiếng còi được tài được vang lên. Thi đấu nỗ lực trong ít phút. Bóng đang cho chân của Long Nghệ. Long Nghệ An làm gì đây? Quá người, dứt điểm. Không thành công. Ngày trước họ đá cái giải liên ngạc. Ngày trước ở cái thi với giải liên ngạc. Thằng này đá là Messi. Hình như bọn này cũng đá hết cả liên ngạc. Đường truyền rất dài, Huy Môn phía trên. Bóng đang cho chân Cancrit. Long Nghệ. Quá người không thành công. Sau bao nhiêu lần phàn nàn thì cũng Cancrit cũng có cho mình được quả đá phạt đầu tiên. Hiền nói chuyện ít thôi. Dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm trượt chân. Có lẽ là đó là một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm. Cancrit cũng đã có những tình huống phản biện cho rằng đó là một tình huống
đó là skill dứt điểm trượt chân của Cán Quyết. Nhưng vừa rồi đây là một tình huống bán hay không đây? Không vào. May mắn quá khi đó không phải là một tình huống bán đến từ idol của chúng ta. Sẽ chỉ có một tình huống phạt góc mà thôi. Nếu vừa rồi tình huống đã phát được Cán Quyết cú trượt chân là một cái skill thật thì có lẽ đó là một tình huống skill rất nguy hiểm. Khi mà chúng ta cũng có thể thấy có những cầu thủ cũng đã dùng cái skill trượt chân này. Như Đức Huy cũng từng có một cú sút xa từ một pha trượt chân, nhưng vừa rồi là một cú tung ra pha sút xa ở khu vực giữa sân đến từ vị trí của Lệ rồi. Cán Quyết vào sân dành cho đội bóng áo trắng và họ có cho mình một nhịp độ thi đấu nhanh hơn rất nhiều. Hơi lóng ngóng. Sau tình huống lóng ngóng là một tình huống mất bóng quá dễ dàng. Nhưng đây là cơ hội. Đường chuyền hay. Đây là vị trí của Nguyễn Nhút. Dứt điểm, đường chuyền không vào. Ai dứt điểm không vào tình huống vừa rồi vậy? Không nhìn được nữa. Chỉ thấy một cái quần đỏ dứt điểm không vào mà thôi. Pha bỏ lỡ thực sự quá đáng tiếc. Một đường chuyền căng ngang của người đồng đội bên của Cán Quyết là quá thuận lợi. Có lẽ Cán Quyết không thích làm những điều dễ thì phải. Một tình huống đệm bóng đơn giản thì Cán Quyết lại không thể đưa được bóng vào mảnh lưới. Cú ngã không sao cả, chỉ rơi đi cái mic mà thôi. Vẫn có thể tiếp tục. Chỉnh lại mic một chút, lại có thể thi đấu như bình thường. Một tình huống Quốc Khánh bị vào sầu và tiếng còi được vang lên. Có những bạn đã phải comment từ quái dị dành cho Cán Quyết. Chưa rõ dị ở đây là tình huống dứt điểm không thành công hay tình huống ghi bàn quá đẹp mắt. Thực ra cả hai tình huống đều quá dị. Anh Cán đã lấy lại bóng rồi. Qua được vị trí của Tiền Đèo, làm gì đây? Phối hợp. Cơ hội dứt điểm không vào. Và dứt điểm không thành công. Vẫn chưa có cú đúp của trò Cán Quyết trong những phút vừa qua. Bóng được đường chuyền dọc biên quá hay. Nó đến được với vị trí của Duy Cốp. Duy Cốp làm gì trong tình huống ở đây? 4 đánh 2, 5 đánh 3. Đảo chân. Chưa thể tung ra cú dứt điểm. Một tình huống đảo chân có lẽ y hệt của Cán Quyết. Đúng là nếu gọi là em anh Cán đúng không sai trong tình huống này, nhưng một tình huống đệm bóng tuyến này không thành công. Pha đệm bóng khi mà Huy Mô cũng đã rời bỏ đi khung thành rất xa. Khoảng cách 3 bàn vẫn đang được các cầu thủ bên phía Cha Family họ tạo ra. Những nỗ lực của Cán Quyết mới chỉ giúp các cầu thủ áo trắng gỡ gạc lại đi, rút ngắn cách biệt xuống còn 2 năm mà thôi. Đến bóng dành cho Nguyên Nhút. Pha đập nhả rất hay, bóng đến chân của Cán Quyết, làm gì đây? Ba cầu thủ áo đỏ và Cán Quyết thực hiện một đường chuyền tốt tới vị trí của cầu thủ mặc áo số 6 bên phía Y4. Đảo chân. Chứ lại không thực hiện được một đường chuyền bất kỳ nào trong tình huống vừa rồi. Khi mà bóng cũng là quá ướt. Lại là một tình huống đảo chân nhưng dứt điểm là không thành công. Huy Mô đã lên rất cao và một tình huống đánh chặn hay đến từ Huy Mô. Nhưng không có tiếng còi nào trọng tài vang lên cả.
Cơ hội vẫn là dành cho thủ Ibon. Và tỷ số chúng ta lại được thay đổi. Tỷ số được rút ngắn xuống chỉ còn là 3-5. Khoảng cách giờ đây còn là 2 bàn. 2 bàn cùng với cả 10 phút thi đấu. 10 phút thi đấu cuối cùng. Đội trưởng của Huy Mô dành cho Văn Đạt. Đập nhả rất tốt, tốc độ là kịp. Nhưng pha đập tuyến 2 không thành công của Duy Cộp. Lệ rơi, dứt điểm. Vẫn còn. Và cuối cùng thì bóng lại lăn vào mảnh lưới của cầu thủ Y4 trong tình huống vừa rồi. 6-3 dành cho Trà Family. Những lời động viên của anh Cán dành cho tất cả những người anh em Y4 đang thi đấu ở trên sân. Động viên này có lẽ cũng sẽ giúp các cầu thủ Y4 có một tinh thần thi đấu quyết liệt hơn. Nhìn đây là đường truyền quá hay nhưng tốc độ của Nguyên Nhút là không kịp. Nếu so sánh Cán Quýt thi đấu như Idol C7 tuổi 38 thì cũng có lẽ là chưa chính xác cho lắm. Khi mà ở tuổi 38 thì C7 vẫn có cho mình những pha đệm bóng trước khung thành để vào gôn. Nhưng mà Cán Quýt thì lại khó lòng ở những pha đệm bóng anh có cho mình bàn thắng. Thay vì thế Cán Quýt lại có những bàn thắng ở những pha đảo chân, những pha qua người rất quái dị mà anh em comment vượt dành tặng cho Cán Quýt. Tình huống áp sát vẫn tiếp tục. Vậy là kiêm cả trọng tài. Mất. Chưa rõ kèo trên sân thi đấu nào nhưng có thể sẽ là những kèo giao hữu 5 năm mà thôi. Nhưng mà Trà Family cũng quá nổi tiếng cùng với một lối chơi, với những idol thi đấu những giải phủi ở trên sân thì khó lòng mà các đội nào lại nhận 7-3 với cả đội Trà Family này được. Một tình huống bắt bóng thiếu chính xác nhưng đó là một tình huống mà bóng đã rất trơn ở trên sân rồi. Để bắt gọn những trái bóng trơn như vậy thì cũng là rất khó cho các thủ môn của cả hai bên. Huy Mô dứt điểm không vào. Nhưng đó là cú úp mù rất hay đến từ thủ thành Huy Mô. Những bóng đang trong trần Cán Quýt. Làm gì đây? Tình huống lách phải, đường truyền quá tuyệt vời. Nhưng sau đó thì đợt tấn công của cao thủ bên phía Y4 đó đã kết thúc. Nguyên Nhút. Đây là vị trí của Long Nghệ. Chưa truyền lại dành cho Cán Quýt. Quýt đợi rất lâu. Nhưng bóng vẫn còn dành cho cầu thủ Y4. Làm gì đây? Dứt điểm không thành công. Là một đường truyền dài. Mày ơi.
Nhưng nó lại không qua được cầu thủ mang áo 19 bên phía Y4 trong tình huống vừa rồi. Cán quýt. Máy khoan cán quýt lại không thể xuyên qua bức tường áo đỏ trong tình huống vừa rồi. Nhưng đây là cú dứt điểm. Và dứt điểm một chân trái rất hay đến từ cầu thủ mang số áo 37 Long Nghệ An. Và cũng có một cái đập tay với Idol. Tỷ số bây giờ là 6-4. Bàn thắng rút ngắn tỷ số. Khoảng cách giờ chỉ còn là 2 bàn dành cho các cầu thủ bên phía Y4 mà thôi. Và phối hợp không thành công. Đường chuyền nhanh đến từ vị trí Huy Mô. Lệ rơi. Duy Cốp. Bóng vẫn còn. Đường chuyền không thành công của Lệ rơi. Và cơ hội phản công lại được dành cho các cầu thủ bên phía Y4. Đường chuyền của Cancrit dành cho vị trí Nguyên Nhút. Anh chẳng biết tên, tôi gọi nhiều biết tên Nguyên. Vừa gọi rồi. Đường chuyền rất trống trải, cuối cái phanh này chưa thực sự đủ chắc chắn để phanh lại trong thời tiết mưa này rồi. Một tình huống phanh quá trơn, một tình huống vẫn là hơi trượt bánh đến từ vị trí của Duy Cốp. Văn Đạt, nỗ lực của Văn Đạt là không đủ. Xem rồi. Bóng quay lại với đôi chân của Duy Cốp. Đảo cánh hay. Lệ rơi. Đường chuyền nhanh không thành công. Tranh chấp mạnh mẽ. Người có bóng trong tình huống này sẽ là các cầu thủ bên phía Trà Family. Phối hợp. Đường chuyền không thành công. Chưa chạm đâu. Lên bóng dành cho thủ Y4. Máy khoan cán quýt, đường chuyền cho Nguyên Nhút. Coi không thành công. Đường chuyền quá mạnh sang phía cột hai. Và nó đã thiếu đi cả những sự chính xác nữa. Lại là một cơ hội tấn công bị các cầu thủ Y4 họ bỏ lỡ. Có lẽ cũng là những giây phút cuối cùng của trận đấu. Mà đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút. Nỗ lực của Lệ rơi. Huy Mô. Đường chuyền rất táo bạo từ Huy Mô. Chơi bóng tự tin đến từ cầu thủ áo đỏ.
từ bàn bật ở sân nhà khiến cho cầu thủ Y4 cũng phải rất khó chịu với những tình huống vây bắt của họ. Bóng vẫn còn. Đường chuyền không thành công và biên thuộc về dành cho cầu thủ bên phía Cha Family. Cắt bóng tốt đến từ Cancrit. Quá người được hay không? Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ áo trắng. Đấy là vị trí của Nguyễn Nhút. Dứt điểm vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-6. Khoảng cách chỉ còn là một bàn mà thôi. Thì cuối cùng Cán Quýt cũng đang giúp các cầu thủ Y4 thay đổi đi rất nhiều thế trận của trận đấu này. Từ khoảng cách bị dẫn 4 bàn, giờ đây họ đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn là 1 bàn. Đường chuyền không thành công, nhưng biên dành cho các cầu thủ Cha Family. Đại cơ hội lên bóng dành cho cầu thủ bên phía Y4. Quả người vẫn còn. Cán Quýt, quả người quá hay, dứt điểm, không vào. Một tình huống quả người với một nhịp chạm đơn giản cùng với pha dứt điểm rất nhanh. Nếu đó là một bàn thắng thì thực sự đó là một tình huống quá hay của Cán Quýt. Chúng ta chỉ thấy hai điểm chạm trong pha xử lý vừa rồi của Cancrit mà thôi. Pha xử lý ít chạm nhưng nó cực kỳ nguy hiểm. Bóng đến chân của Tuyên Tèo. Và tạt bóng ở chân trái thì không thành công. Pha đập nhả lại hơi nhẹ đến từ Cancrit. Dứt điểm. Và dứt điểm không thành công. Đường chuyền đạo ra cánh không thành công. Cùng với một tình huống giả vờ đánh chặn của Quốc Khánh khiến cho Nguyễn Nhút bị bất ngờ. Duy Cốp, một tình huống chuyền xỏ hàng đến từ Duy Cốp. Cán Quýt, quả người quá hay và dứt điểm. Một tình huống đưa bóng vào trong chưa thành công. Biên thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Y4. Duy Cốp, đường chuyền không thành công. Bóng vào chân Tuyên Tèo rồi, dứt điểm, quá nguy hiểm. Bóng đi sát sang ngang khung thành của các cầu thủ bên phía Y4 trong tình huống vừa rồi. Quả người quá hay, hai người đến từ Cardiff. Và đường chuyền dành cho Long Nghệ An, Huy Mô đã ra rất xa. Cơ hội để gỡ, không có. Không có một tình huống nhả lại tuyến 2 thành công. Và cơ hội phản công 4-2. Đấy rồi, đã có người lùi về 4-3. Nhưng khung thành chống chạy. Bắt vô lề cũng là không thành công đến từ Văn Đạt. Bóng đến chân Cancrit. Cán
Nhà lại không thành công. Và trận đấu đã kết thúc ở đây. Chiến thắng thuộc về dành cho thủ trà Family với khoảng cách một bàn. Và chúng ta cũng xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và khán giả ở những trận đấu tiếp theo.